Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vua Pha Chế của Học viện Đào tạo NLP Top Run Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá công thức nước ép mix cũng rất là thơm ngon và bổ dưỡng, đó là mix dứa cà rốt. Để làm được công thức pha chế nước ép mix dứa cà rốt thì chúng ta cần những nguyên liệu như sau. Thứ nhất là dứa. Thứ hai, cà rốt. Tiếp theo là siro đường, nước lọc, muối và không thể thiếu là đá bi. Công cụ cần thiết cho việc pha chế đó là một chiếc ly, bình lắc, dao thớt. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu một chiếc máy ép đúng không ạ? Sau khi đã có đầy đủ công cụ, dụng cụ và nguyên liệu, chúng ta sẽ tiến hành pha chế. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ đong đá và một chút muối vào trong khay đựng nước ép. Tiếp theo chúng ta sẽ ép dứa. Thời gian mà chúng ta làm nước ép và cái nguyên liệu mà chúng ta có thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái lượng đường sao cho nó phù hợp đúng không ạ? Và thường thì chúng ta sẽ có nguyên tắc là cái nước ép nào mà có cái giá thành nguyên liệu đầu vào ấy mà nó đắt hơn thì cái lượng đó chúng ta sẽ giảm, còn cái thành phần nào mà giá tiền rẻ hơn thì chúng ta sẽ tăng cái thành phần đấy lên. Ví dụ như là nước ép dứa với cà rốt thì mùa này cà rốt đắt hơn thì chúng ta giảm cái lượng cà rốt xuống, còn chúng ta sẽ tăng cái lượng táo lên và ngược lại, à lượng dứa lên và ngược lại đúng không ạ? Sau khi ép xong chúng ta có thành phẩm thì chúng ta sẽ cho vào bình lắc, lắc đều nguyên liệu lên và cho thêm siro đường. Cái việc lắc này sẽ giúp cho chúng ta có một ly nước ép lạnh sâu và rất là sảng khoái trong mùa hè nóng bức như này. Và bước cuối cùng vô cùng đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc rót hỗn hợp đã lắc vào cốc và mang ra phục vụ. Màu sắc rất là tươi sáng, rất là đẹp. Và ở ngoài thì hương thơm rất là cuốn hút. Vậy là chỉ với vài thao tác đơn giản thì chúng ta đã có một ly nước ép dứa cà rốt vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng.
Xin chúc tất cả các anh chị em thành công, và nếu các anh chị em thấy video hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh YouTube Vua Pha Chế để nhận được nhiều những cái video clip hướng dẫn pha chế bổ ích khác nhé. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các anh chị trong các clip tiếp theo.